Xin chào toàn thể quý chị và bạn, chào mừng quý chị bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty thiết bị Hoàng Kiên. Nay sẽ được trên tay cũng như unboxing máy đo pH cầm tay model là S2 Standard Kit của hãng Mettler Toledo. Thì sản phẩm này rất là tốt để chúng ta có thể kiểm tra các cái chất lượng pH của nước ha. Thì thiết kế rất là tinh xảo cũng như là đẹp và có thủ công. Ở đây các bạn thấy là cái khu vực cất giấy tờ của hãng Mettler, cụ thể là model S2 Standard Kit. Thì họ làm ra một cái box như vậy, cắt giấy nhìn rất là tinh tế ha, cũng như là đẹp. Thì cái sản phẩm này được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi công ty thiết bị Kho Hoàng Kiên. Rồi, đi kèm thì sẽ bao gồm một cái giấy chứng nhận như thế này và sách hướng dẫn sử dụng cũng như là hướng dẫn nhanh, một tờ hướng dẫn nhanh các bạn thao tác lắp đặt cũng như là sử dụng cái sản phẩm này. Các bạn có thể đón cái xem cái video hướng dẫn sử dụng. Ở đây là một cái giấy test chính hãng ha, CQ của Mettler Toledo. Giấy này giấy gốc được đi kèm mỗi máy, trong định cực thì cũng được đi kèm. Rồi cái sản xuất cái sản phẩm máy đo pH S2 Standard Kit này được đặt nhà máy tại China và sản xuất tại China. Thang đo của nó thì bao gồm pH là từ âm 2 đến 20 và sai số độ phân giải là 0.01 và trên 0.1 cũng như là cộng trừ 0.01. Độ điện dẫn MV là từ âm 1999 đến 1999, độ phân giải là 1 và cỡ độ chính xác là 2 cộng trừ 2. Nhiệt độ hoạt động của sản phẩm này là từ âm 5 đến 130 độ C, rất là lớn, sai số là 0.1 độ C và cộng trừ 0.5 độ C. Thì các bạn có thể liên hệ công ty thiết bị Khang Kiên để có thể mua sản phẩm này cũng như là truy cập website khangkien.com.vn. Đó, đây là thân máy chính của chúng ta. Thân máy chính thì được bọc kỹ trong một cái bịch ni lông bảo quản, cũng như là máy thì rất chất lượng ha, thiết kế với một bao ốp silicon để chúng ta có thể đi hiện trường với IP67 được thiết kế, thì nó đảm bảo tiêu chuẩn để chúng ta đi bất cứ nơi đâu, đi mọi nơi. Và được bọc như vậy thì bên trong nó cũng rất là đẹp. Rồi kèm theo đấy là pin, bốn cái gói dung dịch đó, bốn dung dịch 7, 9, 10 và 4 à, bốn gói dung dịch, một cái bốn màu đỏ nữa, thì giúp chúng ta chuẩn độ nó được ok hơn. Thì dung dịch này các bạn có thể sử dụng lâu dài. Đó, dung dịch 4 bịch. Kèm theo đấy là một điện cực. Máy thì có khả năng tự động nhận diện điện cực ISM chuyên dụng của hãng. Pin thì rất là xịn ha. Pin thì bao gồm 4 pin tiểu với cái bộ kết nối pin rời. Thì cái việc kết nối pin rời như thế này thì nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ cái sản phẩm của chúng ta được tốt hơn, giống như là nó mang lại cái hiệu quả cao, tránh cái việc mà bị cháy pin hay là chúng ta đi hiện trường cho các kỹ sư về môi trường bị quên tháo pin thì nó cháy pin mà hư cho máy. Thì sản phẩm này chúng ta chỉ cần một cái cần gạt thôi là chúng ta có thể tháo pin, di chuyển pin ra một cái chỗ khác trong cái box chúng ta thì nó bảo quản được tốt hơn. Điện cực đi kèm là điện cực Insolat Express Go 2MS, pH đo là 4, 7, 9 và 10, đi kèm mỗi gói là 20 lít. Thì cái điện cực này rất là bền ha, thiết kế rất là tinh xảo và sắc nét. Thì cái sản phẩm này nó của Thụy Sĩ thiết kế và sản xuất nên là nó có phong cách rất thời trang ha. Độ cầm nắm hay là chất lượng hoàn thiện của sản phẩm thì nó rất là cao, cực kỳ cao. Dây kết nối của điện cực cũng vậy, cho chúng ta cảm giác rất là bền của hãng Mettler Toledo. Nó có cái sự đàn hồi và cái hệ thống bảo quản nước nuôi 3M KCL cũng được đi kèm theo điện cực, rất là xịn như vậy. Được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi công ty thiết bị Khang Kiên. Thì các bạn có thể truy cập website khangkien.com.vn để được tư vấn về cái sản phẩm này. Đây là cái đầu điện cực tích hợp cả nhiệt độ. Nó sẽ có hai đầu dây kết nối, một đầu chúng ta kết nối vào máy pH và một đầu kết nối vào bộ phận điện cực. Đó. Thì khi các bạn mua sản phẩm ở công ty Khang Kiên thì sẽ được hướng dẫn đầy đủ chi tiết cũng như là hoàn thiện cái sản phẩm để chúng ta sử dụng nó có cái công năng tốt nhất. Đây là sau cái mình bỏ ra cho các bạn xem cái thân máy bên trong, ngoài cái lớp silicon thì các bạn, thân máy rất là đẹp, thiết kế với cái màu trắng sang trọng, đi kèm viền là màu xanh dương, các phím bấm cũng vậy, nhìn rất là tinh tế ha. Mettler này nó hướng đến một cái sự trải nghiệm và cho các bạn có thể yêu thích cái sản phẩm của mình hơn. Khi chúng ta đi hiện trường đo thì chúng ta không bị nhàm chán so với những cái sản phẩm khác, tại vì nhìn nó rất là hiện đại cũng như là sang trọng.
Đó, phía trên thì nó bao gồm mà bàn phím này cũng như là các phím bấm dạng màng rất là bền, có tuổi thọ cao, và khu vực kết nối cũng như là khu vực gắn đầu điện cực cũng rất là chi tiết ha, được bảo vệ bởi một cái khóa bảo vệ điện cực. Đây là cái phía sau máy thì nó hiển thị là 72 S2, S2 kit. Rất là chi tiết và hiện đại đó. Pin thì chúng ta chỉ cần gắn như vậy thôi, gắn vô chấu như vậy và chúng ta có cần gạt là xong. Đó, rất là chi tiết và hiện đại, sang trọng. Thì sản phẩm này được phân phối bởi công ty thiết bị Khang Kiên. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu thì vui lòng truy cập website khangkien.com.vn, liên hệ hotline 0936 620 757. Rồi, xin chào.